Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán thần thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về cách đọc số có 5 chữ số. Cái bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có 5 chữ số, sau đó mình hướng dẫn cách đọc cho các bạn. Rồi, mình lấy ví dụ về số có 5 chữ số. Ví dụ 17341. Thì đây gọi là số có 5 chữ số. Cách thứ nhất là các bạn đếm từ tay phải của mình nè sang bên trái nè, 1 2 3 4 5, ok chưa ạ? Cách thứ hai thì các bạn dựa vào số hàng của nó thì từ tay phải sang bên trái gồm có những hàng sau đây. Thứ nhất, hàng đơn vị. Thứ hai, hàng chục. Thứ ba, hàng trăm. Thứ tư là hàng ngàn, và thứ năm đó là hàng chục ngàn, ok chưa? Vậy thì số có 5 chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng ngàn nè, và hàng chục ngàn. Thì từ hàng trăm đến hàng đơn vị thuộc lớp đơn vị, và từ hàng ngàn nè đến hàng chục nghìn là lớp nghìn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách đọc. Thì để đọc, các bạn bước 1 đọc theo lớp, được chưa? Bước 2 các bạn cần phải nhớ bước 2 nha các bạn. Theo lớp. Bước 2 đó là đối với lớp đơn vị. Đọc theo lớp nè. Bước 2 là số 5, các bạn có thể đọc là 5 hoặc là 5. Được chưa? Và chục thì các bạn đọc là 10 hoặc là 10. Đối với 10 là các bạn đọc một chục thì bạn đọc là 10. Còn 20 các bạn đọc là 20, được chưa? Còn 1 các bạn đọc là 1. Đối với hàng đơn vị, đối với hàng đơn vị đọc là 1. Rồi, bắt đầu các bạn đọc nha các bạn. Mình sẽ cho một vài số. 1, 2, 3, 4, 7. Rồi, đọc theo lớp trước. Rồi, một chục đọc là 10 nè. Một chục đọc là 10. Vậy là 12.000. Đọc theo lớp nè. 12.340 thì đọc là 47. Được chưa? 47. Đối với cái hàng đơn vị thì các bạn không đọc đơn vị, bỏ luôn. Bỏ. Rồi, mình thử một cái nữa. 3 7 5 4 1. Rồi, đọc 30. 30 đọc là 37.000. 5 hoặc là 5 hoặc là 5. 540 đọc là 41. Được chưa? Mình đọc lại. 37.000. 541. Ok chưa? Rồi, tương tự các bạn hãy cho mình vài con số có 5 chữ số và các bạn ngồi đó đọc để cho nhớ những cái kiến thức cần nhớ nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.